Chào mừng các bạn đến với kênh đào tạo tin học trực tuyến miễn phí của chúng tôi. Các bạn có thể truy cập vào địa chỉ này youtube.com slash đào tạo tin học online để có thể theo dõi toàn bộ các video hướng dẫn về tin học văn phòng cũng như các thủ thuật về tin học văn phòng rất bổ ích. Trong khi xem một video nào đó của chúng tôi thì các bạn hãy nhấp vào nút đăng ký ở phía dưới video để đăng ký và theo dõi các video hướng dẫn của chúng tôi hàng ngày. Trở lại với nội dung video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt video bằng phần mềm Pro Studio. Thì một số video trước thì mình có nhận được một số câu hỏi của các bạn là làm thế nào để có thể cắt được một đoạn bất kỳ nào đó bằng phần mềm Pro Studio. Thì ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm được điều đó. Thì trước hết mình sẽ khởi động phần mềm Pro Studio. Các bạn lưu ý là khi mà sử dụng phần mềm này thì các bạn nên tắt các cái phần mềm khác không cần thiết để phần mềm của chúng ta chạy nhanh nhất. Thì ở đây giả sử như ở trên mục download này mình có một video mình mới tải về, mình copy sang của EA chẳng hạn. Và ở cái phần mềm này mình chọn đến cái ổ E, ví dụ ổ E này của mình, thì các bạn chỉ nhìn thấy cái phần video cap tour 1 và cái file Excel này, mà các bạn không nhìn thấy cái video này của ta. Các bạn biết vì sao? Bởi vì cái video này của chúng ta đang ở đặt tiếng Việt có dấu, vì vậy các bạn phải đổi sang không dấu. Ví dụ như và các bạn quay trở lại phần mềm, các bạn thấy cái video này của chúng ta đã được hiển thị và các bạn áp vào phần mềm. Các bạn lưu ý là tất cả các file nhạc cũng như file video hoặc là các thư mục chứa các file đó các bạn không được để có dấu, bởi vì nếu mà để có dấu thì phần mềm sẽ không đọc được và vì thế các bạn sẽ không áp được phần mềm, không áp được vào phần mềm. Ở cái block ở cái kênh này của mình thì mình có khá nhiều cái hướng, mình có rất là nhiều cái style cho các bạn, thì các bạn có thể truy cập vào lúc này và cái kênh này của mình, và các bạn vào cái phần danh sách phát này thì đây mình có cái style, ví dụ như style pro show hoặc là cái style intro chẳng hạn. Ngoài ra thì các bạn có thể truy cập vào cái địa chỉ doparam.blogspot.com thì các bạn có thể truy cập vào địa chỉ từ đây hoặc là các bạn gọi trực tiếp. Thì ở đây mình có một bài viết hướng dẫn cách sử dụng phần mềm Pro Studio đây, các bạn có thể truy cập vào đây. Thì ở phía dưới video này mình sẽ đưa cho các bạn cái link này, các bạn chỉ cần click vào là xong. Mình sẽ đưa các bạn link ở đây này, thì xong các bạn chỉ cần click vào cái link doparam.blogspot.com này thì các bạn sẽ ra cái bài viết này của mình. Thì ở bài viết này mình hướng dẫn các bạn khá là chi tiết cách sử dụng phần mềm ProSol từ các bước cơ bản nhất cho đến các bước nâng cao. Thì mỗi một bước mình đều có hình ảnh và video minh họa, vì thế các bạn có thể truy cập ở đây để xem cái bài viết, xem cái hướng dẫn này của mình. Và cũng trong cái blog này của mình thì mình cũng có rất là nhiều cái style đẹp để cho các bạn có thể tải về. Bạn vào style ProSol này, và tất cả cái style này mình đều có video demo để các bạn có thể xem, và cái hướng dẫn của mình các bạn có thể vào và các bạn có thể xem demo, và các bạn có thể tải ở cái style ở phía dưới của mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Nếu như các bạn muốn xem video ở trên YouTube thì các bạn cũng có thể vào cái địa chỉ này của mình youtube.com sụp đào tạo thi đoàn này. Trở lại với kênh của mình mới được có 65%. Các bạn lưu ý các bạn nên tắt hết các chương trình khác nếu như không cần thiết. Ví dụ cái này mình cũng có thể tắt đi. Như vậy là cái video đã được add vào phần mềm. Các bạn để ý phía dưới này chính là cái thời gian của video chạy, ở đây thời gian là 393 giây. Phía trên này chính là cái thời gian chuyển giữa các cái slide, cái này mình có thể đưa về không. Thì ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách cắt một đoạn đầu tiên của cái video, hoặc là cắt một đoạn cuối cùng của video, hoặc cắt một đoạn bất kỳ nào đó của video. Thì mình sẽ thực hiện lần lượt như sau. Giả sử như thứ nhất là mình muốn cắt một đoạn đầu tiên của video, mình sẽ click vào video đó và ở phần layer mình chọn video. Ở phần trên này thì mình sẽ chọn ở phần cái tab là layer setting, các bạn xuống chim
Ở đây giả sử như mình muốn cắt khoảng 5 giây đầu tiên của video thôi chẳng hạn, thì các bạn cái phần start frame này các bạn để không, phần end frame này vì mình muốn lấy 5 giây đầu tiên cho nên các bạn nhập 5 giây vào đây. Các bạn chọn ok. Ok. Và các bạn có thể xem thử ở đây. À, mình quên mất, còn một cái nữa là các bạn ở đây các bạn vẫn phải chọn 5 giây. Xong các bạn xem thử luôn. Ok. Mình sẽ quay trở lại các cái bước trước đó. Giả sử như mình muốn lấy một đoạn cuối cùng của video chẳng hạn thì các bạn làm như thế nào? Các bạn vẫn click nút về video và phần chim này thì các bạn sẽ chọn, giả sử như mình muốn lấy 5 giây cuối cùng thôi cho nhanh thì phần này 396 giây, cái này mình vẫn sẽ để nguyên. Còn ở phần start frame thì mình sẽ chọn là, giả sử như mình muốn lấy 6 giây chẳng hạn thì mình sẽ chọn là 390 giây. Ok. Và đây mình cái này chỗ này mình chọn không đi. Phía dưới này mình chọn 6 giây. Các bạn xem demo. Đó. Đây chính là đoạn cuối của video vừa rồi. Giả sử như mình muốn lấy một đoạn giữa của video thì các bạn làm như thế nào? Thì các bạn thứ nhất là các bạn click nút vào video đó và các bạn vẫn chọn các bước như trên. Thì các bạn để ý là khi mình đưa con chuột này đến đâu thì cái thời gian phía dưới này chạy đến đó để các bạn biết là mình có thể cắt từ đoạn nào. Giả sử như mình muốn lấy một đoạn các thí sinh này trình bày thì mình xem, ví dụ ở đây mình một các thí sinh này trình bày bắt từ phút 1 phút 23 thì ở đây mình sẽ quy ra giây là 1 phút 23 giây thì sẽ là 83 giây, bắt đầu từ giây thứ 83 và kết thúc mình sẽ xem. Lúc kết thúc ở đây là hai ba phút 3 phút 43 giây. Thì 3 phút các bạn tính ra giây, 3 sau 3 18 cộng 4 3 giây là 223. Kết thúc đây 223 giây. Các bạn ok. Và tiếp tục ở đây ok. Ở đây mình vẫn chọn là không. Phía dưới này thì thời gian bắt đầu là 83 giây, thời gian kết thúc là 223 thì các bạn tính. Được, mình sẽ chọn là 223 giây và các bạn trừ đi 83 giây. Đấy, như vậy là cái đoạn video giữa mà chúng ta muốn cắt có độ dài là 140 giây. Thì ở đây phía dưới đây mình sẽ nhập là 140 giây. Và các bạn xem thử. Đây là đoạn giữa của video. Mình tua thử đến đoạn cuối cùng này. Các bạn có thể xem nó khác hoàn toàn so với các đoạn trước. Sau khi các bạn cắt ghép video xong, các bạn có thể vẫn có thể chèn tất các hình ảnh của mình vào đây để chúng ta có thể tạo ra cái video có độ dài dài hơn chưa ạ? Các bạn vẫn có thể đưa vào đây và các bạn tạo các hiệu ứng bình thường. Và sau sau khi các bạn đã tạo hiệu ứng thì các bạn xuất ra thì các bạn public vào, các bạn có thể xuất YouTube, sau đó các bạn chọn xếp vào máy tính, các bạn chọn chất lượng ở đây là 720 đi chẳng hạn và các bạn xếp vào máy tính. Còn một cách khác nữa các bạn vào public, sau đó các bạn chọn for computer, giờ đây mình chọn custom video file để lưu ra máy, cũng là lưu ra máy tính. Thì đây mình các bạn chọn ví dụ DVD này, HD này hoặc là các định dạng khác, ví dụ mình chọn HD chẳng hạn. Ở đây là quantity mình cũng chọn 70 thôi. Các bạn có thể chọn cái chất lượng cao hơn. Mình ở đây mình chọn 70. Sau đó mình sẽ chọn là grid vân vân. Thì như vậy là ở video này mình đã hướng dẫn các bạn là cách cắt video bằng phần mềm ProShow Pro Deal. Thì hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn có thể
cắt lấy một đoạn bất kỳ nào đó ở một video nào mà mình mà các bạn muốn muốn cắt. Hy vọng các bạn có thể truy cập vào địa chỉ là dobanam.blogspot.com để có thể tham khảo thêm nhiều các bài viết hay khác của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video ngày hôm sau. Nếu các bạn có cái ý kiến thắc mắc hoặc là các bạn có câu hỏi gì thì các bạn cứ comment ở phía dưới cái video này của mình sẽ trả lời các bạn sớm nhất. Và hoặc là các bạn khác cũng có thể comment trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.